Toàn cảnh cách đây không lâu, chúng tôi đã giới thiệu về bộ sưu tập 1820 bức ảnh Hà Nội xưa của hai cha con nhà giáo Đoàn Thịnh và kiến trúc sư Đoàn Bắc. Không chỉ dừng lại ở việc mở một triển lãm vào dịp đại lễ vừa qua, hai cha con ông Đoàn Thịnh đang tích cực đưa bộ sưu tập này đến với các em học sinh sinh viên như một cách hiệu quả để giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu với thủ đô ngàn năm văn hiến. Chuyên mục điểm nhấn văn hóa hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại hai cha con nhà giáo Đoàn Thịnh và tìm hiểu về dự án đầy ý nghĩa này. Sau Trung học Phổ thông Đông Đô và Marie Curie, Trường Quốc tế Việt Úc là nơi thứ ba bộ sưu tập ảnh ký ức Hà Nội xưa dừng chân. Đây là một dự án dài hơi với mục đích mang tới cho các em học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung những cảm nhận, trải nghiệm thú vị về Hà Nội trong quá khứ. Nhà giáo Đoàn Thịnh cho biết, ngay sau khi triển lãm ký ức Hà Nội xưa kết thúc, hai cha con ông nhận được lời mời từ một số trường mong muốn được trưng bày bộ sưu tập độc đáo này. Vừa rồi qua triển lãm ở hai trường thì chính bản thân các em học sinh nó viết cảm tưởng và đúng là ký ức, và có lẽ là nó cảm thấy hiểu được hơn về các cụ già, về cái thế hệ trước đấy, mà thấy là Hà Nội, đúng là người dân Hà Nội ngày xưa các cụ lam lũ quá, nhưng mà lại có cái gì vẻ đẹp một cách nó bình yên mà bây giờ không còn nữa. Thì đây là cái sự truyền cảm, cái tình yêu Hà Nội tôi cảm thấy là hiệu quả nhất đối với học sinh. Gần 2.000 mảnh ký ức sau khi được hai cha con Đoàn Thịnh và Đoàn Bắc sắp xếp, phân chia, tạo thành những câu chuyện vừa gần gũi vừa xa xăm về một thời gian khó nhưng hào hùng, đơn sơ nhưng lãng mạn của Thăng Long Hà Nội. Chăm nghe không bằng một thấy, so với việc chỉ đơn thuần đọc những tư liệu lịch sử có phần khô khan, thì đây chính là cơ hội quý giá để các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về thủ đô Hà Nội với những biến đổi sau những biến cố thăng trầm trong lịch sử. Có lẽ không phải lúc nào và ở bất cứ đâu, các em cũng có dịp được tận mắt nhìn thấy Hoàng Thành Thăng Long trước khi bị hư hỏng ra sao, hình ảnh vẹn nguyên của chùa Báo Ân ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, nay chỉ còn lại dấu tích là tháp Hòa Phong ngày xưa thế nào, hay đơn giản chỉ là một buổi họp chợ thời xưa với hàng quả bánh, hàng bán lợn giống, một hàng phở gánh ngoài bãi sông Hồng từ khi xương còn chưa tan hết. Đối với những người lớn tuổi, xem bộ sưu tập ký ức Hà Nội xưa là để hoài niệm và trân trọng quá khứ. Còn đối với những em học sinh, đó là một sự trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị. Em nghĩ đây là ở thời nay thì chúng ta không còn gìn giữ được nữa những nét đẹp này, nhưng mà vẫn còn một vài di tích ở lại khiến chúng ta gợi nhớ đến những ngày xưa đó. Thì em mong muốn là những nét đẹp đó sẽ được bảo tồn lại để trẻ em sau này có thể nhớ về một Hà Nội xưa. Em thấy khi xem những ngày này em có cảm giác được như ở, được trở về những ngày xưa ở Hà Nội, và em mong người ta có thể giữ gìn được những ngày này để mai sau mọi người có thể xem lại được Hà Nội ngày xưa. Với ý nghĩa đặc biệt này, cũng như tính hiệu quả lớn mà bộ sưu tập ảnh mang lại trong việc giáo dục lịch sử cho học sinh, việc sử dụng bộ ảnh này cho những tiết học chính hoặc ngoại khóa đang được ban giám hiệu và giáo viên bộ môn Trường Quốc tế Việt Úc cân nhắc trong thời gian tới. Chúng tôi rất là may mắn được chủ nhân của bộ sưu tập ảnh khổng lồ này đồng ý cho chúng tôi được trưng bày ảnh tại Trường Đông Việt Úc Hà Nội. Tôi nghĩ là đây là một cái cách tốt nhất để giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của Thăng Long Hà Nội xưa và cũng như là của Việt Nam cho các em học sinh. Tôi cũng có nghe bác Đoàn Thịnh nói là sắp tới thì gia đình bác cũng dự định xuất bản một bộ sách về các cái bức ảnh này, và chúng tôi rất là mong muốn là có nó trong thư viện của mình. Và cái bộ sưu tập ảnh này thì chúng tôi được phép của các tác giả, được phép của chủ nhân trưng bày trong một cái thời gian ngắn, và chúng tôi cũng muốn nắm lấy cơ hội này để cho học sinh cũng như là các thầy cô giáo và cán bộ nhân viên của chúng tôi có một dịp quý báu để tìm hiểu về Hà Nội. Sau khi kết thúc những ngày triển lãm tại Trường Việt Úc, ký ức Hà Nội xưa sẽ được tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang tới cho các em học sinh, sinh viên những trải nghiệm mới mẻ, thú vị, nhen nhóm và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, con người của thế hệ trẻ. Kiến trúc sư Đoàn Bắc cho biết, anh vừa được tặng lại một số lượng lớn ảnh Hà Nội xưa và sẽ lại tiếp tục dành thời gian, công sức để chọn lọc, phân loại, sắp xếp chúng như đã làm trước đây, với dự định thực hiện một bộ sách ảnh Hà Nội đầy đủ nhất từ trước đến nay, phục vụ cho công việc nghiên cứu và giáo dục lịch sử.
Những đợt triển lãm tại các trường học như thế này chính là một bước đệm cho những kế hoạch dài hơi trong tương lai của hai cha con.